Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô được mặc khải cho nữ tu Maria để Giêsu thành Agreda do ngưỡng nhân Lưu Ấu Nhi chuyển dịch qua hai giọng đọc Hồng Vân và Nguyễn Sang. Chương 4. Loài người tăng số, việc trông chờ ơn cứu độ. Thánh Gioan Kim và Anna. Con cháu dòng dõi ông A-dông sinh sản đông đúc, số người công chính và người bất chính gia tăng. Lời người công chính van xin Chúa cứu thế cũng gia tăng. Lỗi lầm của những kẻ ác độc chống lại ơn Chúa cũng chồng chất. Dân Chúa và các chương trình dành cho việc chiến thắng của Chúa khi mặc nhân tính, việc trông chờ Chúa cứu thế cũng đã tới giai đoạn chót. Thế giới tội lỗi thuộc thế hệ những kẻ ác độc đã bành trướng ảnh hưởng của nó tới những biên giới xa xôi nhất, và thời điểm thích hợp cho việc cứu chuộc đã tới. Satan đã đầu độc toàn thế giới bằng nọc độc, hiển nhiên yên hưởng quyền thống trị những người mù quáng đối với ánh sáng lý trí, mù quáng đối với những lệnh truyền ghi trong luật cũ. Khi mà thay vì tìm kiếm Thiên Chúa thật, người ta tạo ra cho mình nhiều luật lệ giả dối. Mỗi người tạo cho mình một vị thần theo ý thích, mà không suy nghĩ rằng sự hỗn loạn của tình trạng đa thần mâu thuẫn với mọi sự tốt lành, trật tự và hòa bình. Vì những sai lầm này, sự quỷ quyệt, ngu dốt, vong ơn bội bạc, lãng quên đối với Thiên Chúa thật đã trở thành tự nhiên. Do sự ngu muội không biết tật bệnh nguy hiểm chết người, nhân loại ngày càng câm nín trong việc cầu nguyện xin ơn giải thoát. Phép công thẳng của Chúa có nguyên cớ chính đáng để hủy diệt mọi thù tạo, khiến nó trở lại nguồn gốc hư không của nó. Nhưng Thiên Chúa hướng về lòng thương xót vô cùng, cân bằng đức công bình với lòng khoan dung nhân từ, quyết định để ý tới sự tốt lành, lắng nghe các lời van xin và việc phụng thờ trung thành của những người công chính và các tiên tri trong dân Chúa hơn là để ý tới cơn phẫn nộ đối với sự ác độc do tội lỗi của toàn thể nhân loại. Trong đêm tối tăm của luật cũ, Thiên Chúa quyết định ban tối đa bằng chứng bảo đảm chắc chắn cho ngày ân sủng, gửi đến trần gian hai danh nhân sáng chói nhất để loan báo sắp tới lúc bình minh có mặt trời công chính là Chúa Kitô đấng cứu độ chúng ta. Thiên Chúa quyết định tạo dựng và chuẩn bị Thánh Gioan-kim và Anna cách đặc biệt. Thánh Gioan-kim sinh sống tại Nazareth, một thị trấn thuộc xứ Galilee. Ngài là người công chính thánh thiện, được ơn trên đặc biệt soi sáng, hiểu biết nhiều mầu nhiệm trong sách thánh và các tiên tri. Thánh nhân sống khiêm tốn, công chính, thánh thiện, chân thành. Ngài còn can đảm, nhiệt thành, nhã nhặn, liêm khiết. Thánh Gioan Kim liên tục tha thiết nài xin Thiên Chúa hoàn thành lời hứa cứu chuộc nhân loại. Thánh Anna diễm phúc cao vời sinh sống tại Bethlehem. Bà là một phụ nữ trung trinh, kiêm tốn và diễm kiều. Từ niên thiếu, bà sống đức hạnh, thánh thiện, ẩn dật, được ơn soi sáng cao cả và liên tục chiêm niệm. Thánh nữ rất chuyên cần tháo vát, do đó đạt được sự trọn lành cả trong đời sống hoạt động cũng như đời sống chiêm niệm. Người thấu triệt các mầu nhiệm cùng các đặc ân tiềm ẩn trong sách thánh, không ai hơn bà về đức tin cậy và yêu mến sâu xa. Được trang bị bằng tất cả các đặc ân này, Thánh Anna không khi nào ngưng cầu xin Chúa cứu thế đến. Thánh nữ cũng hết sức nhiệt thành xin Thiên Chúa chọn cho bà một phu quân để giúp đỡ bà chu toàn lực Chúa. Khi
Khi Thánh Anna cầu nguyện, Thiên Chúa cũng an bài cho Thánh Gioakim cầu xin như thế. Lời cầu nguyện của cả hai vị dâng lên trước tòa Thiên Chúa Ba Ngôi cùng một lượt được lắng nghe và chấp nhận. Tới thời gian được Thiên Chúa ấn định, Thánh Gioakim kết hợp với Thánh Anna trong hôn nhân và trở thành cha mẹ của một vị trinh nữ, đấng là hiền mẫu Thiên Chúa nhập thể. Để xúc tiến thánh ý Thiên Chúa, Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel được phái đến báo tin cho cả hai vị. Thiên sứ Gabriel hiện ra rõ ràng với Thánh Anna trong khi bà cầu nguyện xin Chúa cứu thế đến. Khi thấy Thiên Thần, Thánh Anna bối rối nhưng đồng thời trong lòng vui mừng hoan hỷ. Kiều nữ trung trinh phụ phục khiêm tốn tôn kính Thiên Sứ, nhưng Thiên Sứ cản lại và khuyến khích bà. Vì bà được ký thác hòm bia Manna đích thực là Đức Maria rất thánh, vị hiền mẫu của ngôi lời nhập thể. Thiên sứ Gabriel đã được Thiên Chúa cho biết mầu nhiệm hồng ân này khi được phái đi báo tin. Các thiên thần khác chưa biết điều đó, vì mặc khải này được ban trực tiếp cho Thiên sứ Gabriel. Nhưng lúc đó, Thiên sứ không tỏ hiện mầu nhiệm cao cả này ngay cho Thánh Anna, mà chỉ yêu cầu Thánh Anna lắng nghe Ngài nói. Thiên Chúa tối cao ban đặc ân cho bà và là ơn cứu độ cho bà. Thiên Chúa đã nghe lời bà cầu xin. Ngài muốn bà duy trì bảo vệ đặc ân đó và tiếp tục nài xin Chúa cứu thế đến. Chúa muốn bà kết hôn với Gioakim vì ông là người công chính được Chúa chấp nhận. Với sự đồng hành của Gioakim, bà sẽ có thể kiên trì trong việc tuân giữ lề luật và phụng sự Chúa. Hãy tiếp tục cầu nguyện nài xin Thiên Chúa làm cho những điều đó được trọn toàn. Hãy bước đi theo con đường công chính và để cho linh hồn bà nói chuyện với thiên đàng. Hãy liên tục cầu nguyện xin Chúa cứu thế đến. Hãy vui mừng trong Chúa, đấng là ơn cứu độ cho bà. Thiên sứ Gabriel không hiện ra rõ ràng với Thánh Gioakim, nhưng nói với Ngài trong giấc ngủ: Này Gioakim, phúc thay ông được Thiên Chúa chúc lành. Hãy kiên trì trong các ước nguyện của ông, sống ngay chính trọn lành. Chúa muốn ông cưới Anna, vì Thiên Chúa yêu thương chúc phúc cho bà. Hãy săn sóc, quý trọng bà như lời hứa và tạ ơn Chúa cao cả, vì Ngài đã ban bà cho ông coi sóc. Tiếp sau thông điệp thiên đàng này, Thánh Gioakim đã xin cưới Thánh Anna. Vâng lệnh Chúa, ông bà kết hôn với nhau. Nhưng không vị nào tiết lộ điều bí mật mãi tới 20 năm sau. Cặp phu thê thánh thiện này sinh sống tại Nazareth, tiếp tục bước đi trên đường chính trực. Với lòng ngay thẳng chân thành, ông bà thực hành mọi thánh đức, xa lánh mọi thiếu sót sai lỗi để được vui lòng Thiên Chúa. Ông bà chia lợi tức hàng năm làm ba phần. Phần thứ nhất dâng cho đền thờ Jerusalem vào việc phụng thờ Thiên Chúa. Phần thứ hai phân phát cho người nghèo khó. Chỉ giữ lại phần thứ ba cho cuộc sống hàng ngày tươm tất của ông bà và gia đình. Để thưởng cho lòng rộng rãi bác ái, Thiên Chúa ban cho ông bà thêm của cải đời tạm này. Ông bà chung sống với nhau tâm đầu ý hợp, thuận hòa và không hề có bóng mờ của sự khó chịu miễn cưỡng. Thánh Anna hết sức khiêm tốn vâng phục ý thác mọi việc theo ý thánh phu quân. Phần thánh Gioakim luôn tìm hiểu những điều thánh Anna muốn, bằng cả con tim ký thác mọi sự cho hiền thê. Ông bà chung sống với nhau trong tình bác ái trọn hảo. Suốt đời không khi nào ông bà không cùng chung ý nguyện cầu. Vì liên kết với nhau trong Chúa,
Ông bà vui hưởng Chúa hiện diện trong niềm kính sợ thánh thiện. Thánh Gioan Kim cẩn thận chu toàn thánh ý Thiên Chúa, được thiên thần chuyển truyền, yêu mến và nhiệt tâm săn sóc hiền thê của Ngài. Thiên Chúa mặc cho Thánh Anna ân sủng của lòng yêu thương, ban cho bà những ân sủng vĩ đại, sự hiểu biết sâu xa, chuẩn bị bà lãnh nhận hồng ân hạnh phúc trở nên hiền mẫu của Người, đấng sẽ là mẹ chính Thiên Chúa. Mọi việc Thiên Chúa làm đều toàn hảo tuyệt vời. Vì thế, Thiên Chúa làm cho Thánh Anna trở thành bà mẹ xứng đáng của thụ tạo cực tinh tuyền. Đấng sẽ trội vượt trên hết mọi thụ tạo về thánh đức chỉ sau một mình Thiên Chúa. Cặp phu thê diễm phúc này chung sống với nhau 20 năm mà không có con cái. Vào thời đó, vợ chồng không con cái bị người Do Thái coi là đại bất hạnh, đại vô phước. Ông bà phải chịu nhiều nguyền rủa, sỉ nhục từ những người lối xóm quen thuộc. Vì người son sẻ bị coi là bị loại khỏi các ân sủng của đấng thiên sai. Thiên Chúa tối cao muốn để cho ông bà chịu đau khổ và chuẩn bị đón nhận hồng ân đang chờ đón ông bà. Để với lòng kiên trì và tuân phục, ông bà có thể trong nước mắt gieo lấy trái vinh quang mà ông bà sẽ sinh ra. Ông bà tiếp tục cầu nguyện nồng nàn, luôn nhớ lệnh Chúa truyền. Ông bà khấn hứa với Chúa, nếu ông bà sinh được người con, ông bà sẽ dâng hiến người con đó phục sự Chúa trong đền thờ Jerusalem. Theo lệnh Chúa, sau một năm đặc biệt kiên trì nhiệt thành cầu nguyện, Thánh Gioan Kim lên đền thờ cầu nguyện, dâng của lễ xin Chúa gửi đấng cứu thế đến và xin được người con ông ước mong. Cùng với những người khác từ Nazareth, Thánh Gioakim tới đền thờ dâng của lễ, đóng góp như thường lệ trước sự hiện diện của thầy cả thượng phẩm. Lúc đó, ông Isacha, một vị tư tế hàng dưới, đã nặng lời quở trách lão trưởng Gioakim vì ngài dám cùng với những người khác dâng của lễ bất chấp việc hiếm hoi của mình. Ngoài những lời khác, vị tư tế đã nói với Thánh Gioakim: Này ông Gioakim, tại sao ông đến dâng lễ vật không đẹp lòng Thiên Chúa? Vì ông là người vô dụng. Hãy rời khỏi những người này và bước đi. Đừng làm phiền Thiên Chúa bằng những của lễ không đáng được chấp nhận. Xấu hổ và bối rối nhưng với tình yêu khiêm tốn, Thánh Gioakim nói với Thiên Chúa: Lạy Chúa là Thiên Chúa tối cao, con lên đền thờ theo lệnh và thánh ý Chúa. Người thay mặt Chúa miệt thị con, tội lỗi con xứng đáng với sự khinh ghét này. Nhưng vì con nhận chịu sự khinh ghét này theo thánh ý Chúa, xin Chúa đừng xua đuổi thụ tạo của tay Chúa. Thánh Gioakim rời khỏi đền thờ, phiền sầu nhưng an hòa, đi tới một nông trại. Tại đây trong đơn độc yên tĩnh, ngài cầu xin Chúa ròng rã mấy ngày đêm. Lạy Thiên Chúa tối cao hằng hữu, toàn thể nhân loại nhờ Chúa mà sinh tồn. Con sắp mình trước nhan thánh Chúa hàng sống. Con khẩn khoản nài xin lòng nhân từ Chúa đón nhìn sự thống khổ linh hồn con. Xin nghe lời con van xin nài, cùng những lời nài xin của Anna tôi tớ Chúa. Chúa thấy rõ mọi điều chúng con ước nguyện. Nếu con không đáng được Chúa nghe lời, xin Chúa đừng khinh bỏ hiền thê khiêm tốn của con. Lạy Thiên Chúa, Chúa ông Abraham, Isaac và Jacob, tổ tiên chúng con, xin Chúa đừng giấu lòng nhân từ đối với chúng con. Chúa là Cha nhân từ, xin đừng để lễ vật con hiến dâng bị coi như của những kẻ bị luật phạm, bị loại bỏ, vì Chúa không ban con cái cho con. Lạy Chúa,
xin hãy nhớ những hy lễ, các lễ vật của các tôi tớ và tiên tri của Chúa, tổ phụ con. Xin đón nhìn việc đẹp lòng Chúa của các vị đó. Lạy Chúa, Chúa truyền cho con vững tin lòng thương xót và quyền năng cao cả Chúa. Xin ban cho điều con sinh theo thánh ý Chúa. Nếu tội lỗi con cản trở việc thi hành lòng thương xót Chúa, xin hãy cất đi những gì làm mất lòng và cản trở Chúa. Lạy Chúa Thiên Chúa dân Do Thái, Chúa toàn năng, Chúa làm mọi điều Chúa muốn, không ai cản trở được. Xin cho lời con nguyện cầu lên tới Chúa. Con khốn nạn và hư không, Chúa là đấng vô cùng luôn luôn sẵn sàng thực thi lòng thương xót đối với những kẻ thất vọng. Chạy trốn khỏi Chúa, con sẽ đi đâu? Chúa là vua các vua, là Chúa các Chúa. Chúa ban đầy ân lành cho con cái và tôi tớ Chúa qua muôn thế hệ. Chúa đã truyền cho con trông chờ và ước vọng nhờ lòng nhân từ vô biên của Chúa, điều Chúa đã làm nơi anh em con. Nếu Chúa vui lòng nhận lời con cầu xin mà ban cho con một người con sẽ hiến dâng người con đó phụng sự Chúa vĩnh viễn trong đền thờ. Con đã luôn gắng mắt coi ý muốn của con vào thánh ý Chúa, luôn ước nguyện giữ con mắt và lòng con khỏi những thứ phù vân đời này. Xin làm cho con điều vui lòng Chúa. Xin làm cho hồn chúng con reo vui vì ước nguyện được thành toàn. Xin Chúa đối nhìn hạt bụi khốn nạn này. Xin nâng nó lên để nó làm vinh danh và thờ lại Chúa. Xin cho mọi điều được hoàn thành theo thánh ý Chúa, chứ không phải ý con. Trong khi Thánh Gioakim cầu nguyện tại nơi Ngài ẩn dật, Thiên Thần hiện ra với Thánh Anna. Theo Thánh ý Chúa và ý phu quân Gioakim của bà, Thánh Anna cầu nguyện với lòng khiêm tốn tín thác, xin cho ước nguyện của hai vị được hoàn thành. Lạy Thiên Chúa tối cao, lạy Chúa của con, đấng tạo thành và bảo vệ muôn loài, đấng linh hồn con tôn thờ là Thiên Chúa thật, vô cùng thánh thiện, hằng hữu đời đời, phụ phục trước nhan thánh Chúa. Mặc dầu con chỉ là tro bụi, con kêu lên Chúa sự khó nghèo và đau khổ của con. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, xin Chúa làm cho chúng con xứng đáng với ơn sủng Chúa. Xin ban kết quả của lòng dạ, để chúng con có thể dâng hiến người con đó phụng sự Chúa trong đền thờ. Lạy Chúa, xin nhớ bà Anna, tôi tớ Chúa, mẹ ông Samuel vốn bị son sẻ, nhưng nhờ lòng thương xót đại lượng của Chúa mà những ước nguyện của bà đã được vẹn tròn. Con cảm thấy trong lòng sự can đảm thúc đẩy con, xin Chúa ban cho con cũng ơn của lòng thương xót đó. Lạy Chúa diệu hiền, xin Chúa nghe lời khẩn cầu khiêm nhượng của con. Xin Chúa nhớ các hy lễ, các lễ vật và phụng sự của tổ tiên chúng con và hồng ân mà quyền năng Chúa đã thực hiện nơi các vị đó. Lạy Chúa, con ước ao dâng lên Chúa của lễ đáng được Chúa vui lòng chấp nhận. Nếu Chúa vui lòng ban cho con một người con, ngay từ giây phút này, con xin thánh hóa và dâng hiến người con đó phụng sự Chúa trong đền thờ. Lạy Thiên Chúa là Chúa dân Do Thái, nếu Chúa vui lòng nhân từ đoái nhìn thụ tạo thấp hèn, khó nghèo này và an ủi Gioakim, tôi tớ Chúa, xin ban cho con như lời con nguyện cầu. Xin cho mọi sự được chu toàn theo thánh ý đời đời của Chúa. Lời cầu nguyện của Thánh Gioakim và Anna được Thiên Chúa Ba Ngôi chấp nhận và thiên ý được tỏ hiện cho các thiên thần. Theo cách mô tả sự việc của loài người chúng ta, Thiên Chúa Ba Ngôi nói với các thiên thần: trong tình thương hạ cố, ta đã quyết định ngôi lời sẽ mặc thân xác nhân loại
để nhờ Ngài toàn thể nhân loại sẽ được cứu độ. Ta đã tỏ rõ và hứa điều này với các tôi tớ của ta là các tiên tri để loan báo cho nhân loại. Ta hết sức khó chịu vì sự nghiêm khắc của phép công bình đối với tội lỗi và ác tâm của nhân loại. Tuy nhiên, lòng nhân từ thương xót của ta lớn lao hơn tất cả mọi tội lỗi ác độc của chúng. Đòi hỏi của sự công bình không dập tắt được tình yêu thương của ta dành cho nhân loại. Ta xót thương đối nhìn các công trình ta tạo dựng theo hình ảnh và giống như ta, để làm cho chúng trở nên những người thừa kế và tham dự vinh quang đời đời của ta. Ta cân nhắc những việc phụng sự trung thành từ các tôi tớ và bằng hữu của ta, lưu tâm tới muôn ngàn người nổi bật trong việc phúc tụng và ơn nghĩa của ta. Hơn hết tất cả, ta có ái nữ ở trước mắt, người là đấng được tuyển chọn, đáng được chấp nhận hơn hết, được biệt lập giữa mọi thụ tạo. Ái nữ của ta sẽ cưu mang và mặc thân xác nhân loại cho ngôi lời nhập thể. Vì phải có khởi đầu cho việc này, bây giờ là thời điểm thích hợp được chấp nhận, để cho nhân loại thấy các kho tàng Thiên Chúa. Ta vui lòng đoái nhìn Doan Kim và Anna Trung Tín, ban cho hai người các ân sủng đặc biệt nhất. Hai người đó đã trung thành kiên trì trong mọi thử thách, đơn sơ, chân thành, vui lòng ta. Ta phái Gabriel làm thiên sứ đem tin vui tới cho hai người và toàn thể nhân loại. Thiên sứ Gabriel báo tin cho Joachim và Anna rằng, vì tình thương hạ cố, ta đã chọn hai người. Đó là cách các thiên thần được báo cho biết thánh ý Thiên Chúa toàn năng. Thánh tổng lãnh thiên thần Gabriel phủ phục trước tòa Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, thờ lại và tôn kính. Thiên Chúa phán, thiên sứ Gabriel, hãy soi sáng tâm hồn, an ủi Joachim và Anna, tôi tớ ta. Nói cho hai người biết lời cầu xin của họ đã tới tòa Thiên Chúa. Điều hai người nguyện cầu được Hoan Hòa lắng nghe. Hãy hứa với Joachim và Anna rằng, do quyền năng của ta, hai người sẽ nhận được trái ân sủng. Anna sẽ mang thai một ái nữ mà ta đặt tên cho người là Maria. Cùng với lệnh truyền này của Đấng Tối Cao, nhiều mầu nhiệm liên quan tới thông điệp này được tiết lộ cho Thiên sứ Gabriel. Thiên sứ Gabriel từ thiên cung xuống trần gian gặp Thánh Joachim khi Ngài đang cầu nguyện và nói với Thánh nhân: Hỡi người công chính, Thiên Chúa toàn năng từ ngai tòa cực cao chú ý tới những ước nguyện của ông, chấp nhận lời ông tha thiết cầu khẩn và làm cho ông được giàu có trên trần gian. Bà Anna, hiền thê của ông, sẽ mang thai một ái nữ diễm phúc hơn mọi phụ nữ. Muôn dân sẽ nhìn nhận người là diễm phúc, Thiên Chúa hằng hữu, đấng chính trực và quyền năng vô cùng. Phái tôi đến gặp ông, vì các việc ông làm và của bố thí ông dân đã được chấp nhận. Lòng yêu mến đã làm dịu trái tim đấng toàn năng, đầy mau lòng thương xót của Chúa. Do lòng đại lượng, Thiên Chúa ban cho gia đình ông một ái nữ mà bà Anna sẽ cưa mang. Chính Thiên Chúa đã chọn tên cho ái nữ là Maria. Ngay từ ấu thơ, ái nữ được dâng hiến cho Thiên Chúa trong đền thờ như ông đã nguyện hứa. Ái nữ sẽ là người được tuyển chọn, được ca tụng, đầy quyền thế và đầy Chúa Thánh Linh. Vì sự son sẻ của bà Anna, việc bà mang thai sẽ là phép lạ. Ái nữ sẽ là ái nhi tuyệt diệu suốt đời người. Này ông Joachim, hãy chúc tụng Thiên Chúa.
Vì đặc ân này, hãy làm vinh danh Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa không làm điều lạ lùng như thế ở dân nước nào khác. Ông sẽ phải lên đền thờ Jerusalem tạ ơn Thiên Chúa và để làm chứng sự thật của tin vui mừng này. Ông sẽ gặp bà Anna ở Kim Môn. Bà cũng lên đền thờ vì mục đích như thế. Hãy nhớ sự lạ lùng của thông điệp này, vì việc bẩm thai con trẻ này sẽ làm cho thiên đàng và trần thế vui mừng. Trong khi đó, Thánh Anna đại diễm phúc đắm chìm trong cầu nguyện chiêm niệm, được hoàn toàn bao bọc trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, được thu hút bởi ngôi lời hàng sống, với lòng khiêm tốn thẳm sâu nhất và đức tin sống động, bà liên tục cầu nguyện xin Chúa cứu thế mang đến. Lạy Thiên Chúa tối cao, lạy Thiên Chúa muôn loài, con chỉ là một thụ tạo khốn nạn hèn hạ nhất. Con liều chết xin Chúa vì lòng nhân từ thương xót, làm cho ơn cứu độ chúng con mau tới. Xin Chúa nhân từ đón nhìn những thiếu thốn của chúng con. Xin cho mắt chúng con được thấy đấng cứu chuộc nhân loại. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót Chúa đã ban cho dân Chúa. Chúa đã hứa ban con một của Chúa. Xin cho lời hứa này do lòng nhân từ vô cùng của Chúa làm cho Chúa vui lòng. Xin cho lời hứa đó thể hiện ngay bây giờ. Ngày đó đã được trông chờ quá lâu. Có thể nào Thiên Chúa tối cao từ trời cao ngự xuống? Có thể nào Thiên Chúa giáng trần có bà mẹ trần gian? Vì trinh nữ nào vậy? Tột đỉnh diễm phúc như thế. Ôi người nào được diễm phúc chăm sóc người? Ai sẽ đáng được là đầy tớ của đầy tớ người? Phúc thai dòng giống được nhìn thấy người, được phủ phục nơi chân người để tôn kính người. Hạnh phúc chừng nào nếu được nhìn thấy người, được ở trong đoàn tùy tùng của người. Phúc thay những cặp mắt nhìn thấy người và tai nghe người nói, và gia đình mà từ đó Thiên Chúa chọn thánh mẫu của Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin Chúa hãy thi hành quyết định này. Xin hãy chu toàn lòng nhân từ của Chúa. Thiên sứ Gabriel hiện ra nói với Thánh Anna: lòng khiêm nhường, đức tin cùng bác ái của ông Gioan-kim và của bà đã tới trước tòa Thiên Chúa tối cao. Thiên Chúa phái tôi, thiên thần của Ngài, đem tin hết sức vui mừng cho trái tim bà. Đấng tối cao muốn cho bà được diễm phúc nhất. Thiên Chúa chọn bà là mẹ đấng sẽ cưu mang và sinh con một Thiên Chúa Cha. Bà sẽ sinh một ái nữ. Thiên Chúa đã định tên người là Maria. Ái nữ Maria sẽ được phúc hơn hết mọi phụ nữ và tràn đầy Chúa Thánh Linh. Người sẽ là vần mây mưa sương trời xuống giải khát nhân loại. Nơi người, các lời tiên tri của tổ phụ bà sẽ được hoàn thành. Ái nữ sẽ là cửa sự sống và ơn cứu độ cho con cái A-dông. Nói cho bà biết, tôi đã báo tin cho ông Gioan-kim biết, ông ấy sẽ có ái nữ, đấng được tột đỉnh diễm phúc. Nhưng Thiên Chúa không cho ông ấy biết đầy đủ mầu nhiệm này. Ông Gioan-kim cũng không biết ái nữ sẽ là hiền mẫu trước cứu thế. Bà phải giữ bí mật này. Bây giờ, bà hãy đi vào đền thờ tạ ơn Thiên Chúa vì đã được Thiên Chúa toàn năng hết sức ưu ái. Tại Kim Môn, bà sẽ gặp ông Gioan-kim. Tại đó, bà sẽ báo cho ông biết tin này. Bà là người duy nhất được Thiên Chúa đặc biệt chúc phúc và làm cho sung túc bằng những hồng ân đặc biệt. Tại nơi yên tĩnh, Thiên Chúa sẽ nói với trái tim bà. Tại đó, Thiên Chúa sẽ ban cho bà phần khởi đầu luật ân sủng. Vì trong lòng bà, Thiên Chúa sẽ tạo dựng hành hài ái nữ. Đấng sẽ mặc cho thiên tính thân xác nhân loại. Trong nhân tính này,
kết hợp với ngôi lời, luật đích thực của lòng thương xót yêu thương sẽ được viết bằng chính máu của Ngài. Để trái tim khiêm tốn của Thánh Anna không ngất xỉu vì kinh ngạc vui mừng trước những tin do thiên sứ loan báo, Thánh Anna đã được Chúa Thánh Thần tăng sức mạnh, mà nhờ đó đón nhận tin mừng với tâm hồn cao thượng và niềm vui thôn tả. Thánh Anna lập tức trỗi dậy, vội vàng đến đền thờ Jerusalem. Tại đây bà gặp Thánh Gioan-kim. Như thiên thần đã bảo ông bà cùng nhau tạ ơn đấng toàn năng vì đặc ân lạ lùng này và dâng của lễ đặc biệt. Ông bà lại được Chúa Thánh Thần soi sáng, tràn đầy ơn Chúa an ủi. Ông bà trở về nhà vui mừng trao đổi với nhau về những ưu ái được Thiên Chúa ban cho, đặc biệt về thông điệp mỗi người nhận được từ Thiên Sứ Tổng lãnh Rariel. Trong dịp này, ông bà cũng cho nhau biết, trước ngày ông bà kết hôn với nhau, cũng chính Thiên Sứ Gabriel đã truyền cho ông bà chấp nhận nhau để có thể cùng nhau phụng sự và tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Ông bà mỗi người đã giữ kín bí mật này ròng rã 20 năm, cho đến khi cũng chính Thiên Sứ Gabriel hứa với ông bà có ái nữ tuyệt vời. Lần nữa, ông bà khấn hứa dâng ái nữ trong đền thờ và hàng năm cứ ngày này lên đền thờ dâng của lễ đặc biệt, dành cả ngày đó để chúc tụng, cảm tạ và bố thí. Ông bà chu toàn lời hứa này trọn đời, dành ngày này để ca tụng tôn vinh đấng tối cao. Thánh hiền thê Anna không bao giờ hé môi tiết lộ ái nữ của bà sẽ là mẹ Chúa cứu thế. Thánh Gioan-kim không biết ái nữ của ngài sẽ là vị trinh nữ cao cả huyền nhiệm. Tuy nhiên, đến giây phút cuối cùng cuộc đời trần thế của ngài, Thiên Chúa cho ngài biết bí mật về ái nữ Maria. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô, được mặc khải cho nữ tu Maria để Giêsu thành Agreda, do ngưỡng nhân Lưu Ấu Nhi chuyển dịch, qua ba dòng đọc Tuyết Trang, Hồng Vân và Nguyễn Sang. Chương 5. Ơn vô nhiễm thai. Thánh ý Thiên Chúa là căn nguyên chính yếu việc tạo dựng muôn loài. Theo đó, mọi loài được an bài sắp đặt theo điều kiện hoàn cảnh riêng biệt, để không một loài nào bị quên lãng, không một sức mạnh thụ tạo nào có thể cản trở, dầu chỉ tối thiểu, việc hoàn thành thánh ý. Mọi nơi và mọi thụ tạo ở đó đều tùy thuộc định luật an bài khôn ngoan vô cùng này. Cộng tác với mọi định luật tự nhiên, cách chính xác không thể sai trật về mọi sự phải được thành toàn. Thiên Chúa tạo thành, an bài, duy trì mọi sự theo thánh ý duy nhất. Duy trì hoặc hủy diệt mọi thụ tạo đều ở nơi Chúa. Vì không có Chúa, các thụ tạo chỉ là hư không. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ muôn loài vì vinh danh Chúa và vì vinh danh ngôi lời nhập thể. Vì thế, từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã mở đường, sắp đặt các thể thức theo đó, ngôi lời sẽ mang thân xác và sống giữa loài người, để nhân loại có thể lên với Thiên Chúa, nhận biết, kính úy, tìm kiếm, phụng thờ, yêu mến, chúc tụng và vui hưởng Chúa đời đời. Thời điểm được tiền định đã tới, ba ngôi Thiên Chúa quyết định, bây giờ đến lúc khởi sự kỳ công ta hài lòng, làm cho hiện hữu thụ tạo tinh tuyền và linh hồn đẹp mắt ta hơn toàn thể mọi thụ tạo. Ta mặc cho ái nữ những đặc ân xúc tích nhất, ký thác nơi người các kho tàng ân sủng vô cùng. Những người khác đã bạc nghĩa vong ơn, phản nghịch,
làm hư ý định của ta. Tội lỗi chúng đã cản trở mục đích và làm sai thánh ý ta là muốn cho chúng được bảo toàn sống trong tình trạng hạnh phúc nguyên thủy. Ta tạo dựng thụ tạo này tột đỉnh, thánh thiện, toàn vẹn, để tội lỗi của những người đầu tiên không có chỗ nơi người. Ta tạo dựng một linh hồn vui lòng ta, kết quả mọi bản chất của ta, một kỳ công do quyền năng vô cùng của ta, không dấu vết hoặc tỳ ố tội ai dông. Ta toàn thành một kỳ công là đối tượng quyền năng của ta, là tiêu biểu mẫu mực cho sự toàn hảo được định cho con cái ta, là chiều thiên hoàn tất công việc tạo dựng. Mọi người đều mắc tội do ý tự do và quyết tâm của con người đầu tiên. Ta giữ cho ái nữ là thụ tạo duy nhất nơi người, ta khôi phục và thực hiện điều nhân loại đã ngu dại làm mất. Ta làm cho ái nữ là hình ảnh đặc biệt nhất và giống ta nhất. Người là tột đỉnh thánh ý và vui lòng hằng ở trước mắt ta đời đời. Ta ký thác nơi người mọi đặc quyền, mọi hồng ân từ nguyên thủy đã được tiền định cho các thiên thần và nhân loại. Ta canh tân nơi thụ tạo này những điều các thiên thần phản nghịch và nhân loại đã mất. Ta sẽ ban thêm nhiều đặc ân khác nữa, chung với các hồng ân này. Do đó, thánh ý thứ nhất của ta không bị phá hoại, nhưng sẽ được hoàn tất cách cao cả hơn qua thụ tạo duy nhất được tuyển chọn này. Vì các thụ tạo đã bỏ mất các đặc ân toàn hảo cao quý nhất, ta sẽ phân định và chuẩn bị cho chúng. Ta sẽ trút suối nguồn đại lực của ta vào các thụ tạo yêu dấu này. Ta sẽ tách người ra khỏi luật thông thường mà theo đó toàn thể nhân loại được tạo dựng. Nơi người, hạt giống của mãng xà không dính bén tới được. Ngôi lời sẽ từ thiên đàng ngự xuống lòng dạ của người để mặc lấy bản tính nhân loại từ chất liệu của chính người. Thiệt là chính đáng và phù hợp với sự tốt lành vô cùng có thiên tính là thân xác ngôi lời nhập thể được tạo thành gồm những chất liệu cực tinh tuyền, không hề mang vướng, cũng không bị tì vết tội lỗi. Ngôi lời đấng sẽ nhập thể là đấng cứu độ, là thầy dạy loài người, sẽ đặt nền tảng luật ân sủng cực toàn hảo mà qua đó giảng dạy rằng người cha và người mẹ phải được vâng phục tôn kính vì là căn nguyên thứ nhì của việc hiện hữu tự nhiên của nhân loại. Luật này được ngôi lời chu toàn trước tiên qua việc tôn vinh người, đấng là hiền mẫu được tuyển chọn của mình, bằng quyền năng Thiên Chúa ca tụng người, đổ tràn đầy trên người muôn vàng đặc ân và thánh sủng cực kỳ cao cả, thánh thiện tuyệt vời. Trong những đặc ân này, hồng ân đặc biệt nhất là giữ cho ái nữ không bị lệ thuộc kẻ thù ta, cũng không bị lệ thuộc lòng ác độc của nó. Vì thế, ái nữ không vướng mắc sự chết vì tội lỗi. Nơi trần thế, ngôi lời nhập thể sẽ có mẹ nhưng không có cha. Cũng như trên trời, ngôi lời nhập thể có cha nhưng không có mẹ. Để thuận hợp trong việc ngôi lời nhập thể gọi Thiên Chúa là cha và vị trinh nữ là mẹ, ta muốn thiết lập sự thuận hợp và giống nhau cực độ giữa một thụ tạo và Thiên Chúa, đấng tạo thành. Vì thế, không một lúc nào quái long đó có thể kiêu ngạo là bậc trên đối với vị trinh nữ này. Đấng mà Thiên Chúa sẽ vui lòng vâng lời là mẹ đích thực của mình. Được thoát khỏi tội lỗi là điều cần phải có xứng đáng với địa vị là mẹ ngôi lời Thiên Chúa. Mà trong chính địa vị này, điều đó còn đáng kính trọng và hữu ích hơn nữa. Chức năng mẹ Thiên Chúa đòi hỏi sự toàn thánh và toàn thiện, xác thịt nhân loại, mà từ đó ngôi lời Thiên Chúa mặc lấy hình hài, không phải vướng tội lỗi.
Vì ngôi lời Thiên Chúa phải bằng thân xác loài người cứu độ nhân loại tội lỗi. Ngôi lời Thiên Chúa nhập thể không được ở trong tình trạng phải được cứu chuộc cho chính thân xác mình như nơi nhân loại tội lỗi. Vì kết hợp với thiên tính, nhân tính của ngôi lời Thiên Chúa phải là giá cứu độ. Bởi thế, trên hết mọi sự, thân xác ngôi lời Thiên Chúa phải được gìn giữ khỏi tội lỗi. Ta đã tiền định và chấp nhận các công nghiệp của ngôi lời trong chính thân xác nhân loại này. Ta muốn mọi bản tính hằng hữu đời đời của ngôi lời phải được tôn vinh qua nhà tạm nhân tính này. Người phải là ái nữ của dòng dõi nguyên tổ, nhưng về ân sủng, một mình người phải được thoát miễn tội lỗi. Về bản chất, người phải cực kỳ toàn vẹn, phải được tạo dựng theo sự khôn ngoan đặc biệt. Vì ngôi lời nhập thể là thầy dạy đức khiêm tốn và sự thánh thiện. Ngôi lời nhập thể sẽ phải chịu đựng vất vả, dạy việc coi thường các phù vân và ảo tưởng, sai lầm của nhân loại bằng việc chọn cho chính mình những đau khổ làm kho tàng quý báu vô cùng trước mắt ta. Ta muốn ái nữ, người sẽ là mẹ ngôi lời nhập thể, cùng chịu vất vả gian khổ để được biệt lập trong kiên trì, đáng ca tụng trong đau khổ, được vinh quang hơn nhờ kết hợp với con một hiến dân hy lễ vô giá, đáng được chấp nhận nhất lên ta. Thiên Chúa phán: Bây giờ đã tới thời điểm sự khôn ngoan vô cùng của ta an bài, đem ra ánh sáng thụ tạo đẹp lòng, đáng được chấp nhận nhất trước mắt ta. Thụ tạo cao quý mà bản tính nhân loại nơi người được thoát khỏi tội lỗi nguyên tổ sẽ đạp dập đầu quái long, kẻ là nguồn gốc tội đó. Người là chính nữ xuất hiện trên trời trước mặt ta. Người sẽ mặc cho ngôi lời hàng sống thân xác nhân loại. Hạnh phúc thay cho nhân loại, đã tới thời điểm các kho tàng Thiên Chúa được rộng mở, các cửa thiên đàng được mở khóa. Hãy để cho sự nghiêm khắc do đức công chính của ta được dịu bớt, vì những hình phạt mà cho tới nay ta đã thi hành đối với nhân loại. Hãy để cho lòng thương xót của ta được tỏa hiện. Hãy cho nhân loại được sung túc và ngôi lời làm cho chúng đáng được hưởng các kho tàng ân sủng và vinh quang đời đời. Bây giờ, cho nhân loại được nhận lãnh đấng cứu độ, thầy dạy, người anh và người bạn. Đấng là sự sống cho loài người hay chết, là y dược cho người bệnh tật, là đấng an ủi người đau khổ, là dầu trị thương tích, là hướng đạo và bạn đồng hành cho người hoạn nạn. Bây giờ hoàn thành lời hứa của ta qua các tiên tri là Chúa cứu thế sẽ đến cứu độ nhân loại, để mọi việc được thi hành theo thánh ý ta, để khởi đầu mầu nhiệm được giấu kín từ thuở tạo dựng vũ trụ. Ta định việc tạo dựng Maria, yêu dấu trong lòng Anna tôi tớ của ta. Mặc dầu việc tạo dựng ái nữ sẽ tiến hành theo cách truyền sinh tự nhiên, việc tạo dựng người sẽ khác vì ân sủng theo quyết định toàn năng của ta. Các thiên thần biết, từ khi cụ xà thấy dấu chỉ về vị phụ nữ kỳ diệu này, nó đã tận lực dùng mưu kế lung lạc tất cả mọi phụ nữ. Từ người phụ nữ đầu tiên được tạo dựng, nó đã quấy rầy hành hạ tất cả mọi phụ nữ nổi bật về trọn lành trong việc làm và cuộc sống, hy vọng tìm ra vị phụ nữ sẽ đạp dập đầu nó. Khi nó phải đương đầu với thụ tạo cực tinh tuyền không tì vết này, nó phải nhận thấy người tột đỉnh thánh thiện đến mức nó sẽ tận lực quấy rầy người theo ý niệm nó sẽ nghĩ ra về người. Nhưng lòng kiêu ngạo phách lối của quái long này lớn hơn khả năng nó. Ta định rằng các thiên thần có trách nhiệm đặc biệt đối với thành thánh
và nhà tạm của ngôi lời nhập thể phải bảo vệ, canh giữ, phụ giúp người chống lại các kẻ thù của ta. Các thiên thần soi dẫn, củng cố sức mạnh và an ủi người với tất cả lòng lo lắng, cùng kính trọng phải có, suốt bao lâu người lặn lội giữa nhân loại. Với phán định này của Thiên Chúa, toàn thể các thiên thần phụ phục trước ngai tòa Chúa Ba Ngôi, tuyên xưng lòng xúc sắng tha thiết vâng lệnh Chúa. Từng thiên thần ước mong được Thiên Chúa chỉ định và tận hiến thi hành sứ vụ diễm phúc đó. Trong dịp này, tác giả thấy diễn tiến từ trận đại chiến giữa tổng lãnh Michael với Lucifer và bè lũ. Trong trận đại chiến này, quái long và các phản thần theo nó bị luyện xuống nơi tối tăm đời đời. Trong khi đó, các thiên thần theo thánh Michael vinh thắng được củng cố vững chắc trong ân sủng và vinh quang, đã lập tức khởi đầu cầu xin cho việc hoàn thành các mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời mà lúc này trở nên rõ ràng. Các thiên thần rất kiên trì lặp lại các lời cầu nguyện này cho tới khi Thiên Chúa cho biết ước nguyện của các ngài được hoàn thành. Với mặc khải mới này, các thiên thần được thêm niềm vui và vinh quang đã tâu lên đấng tạo thành. Lạy Thiên Chúa, Chúa cao cả khôn lường, Chúa đáng mọi tôn kính, chúc tụng và tôn vinh đời đời. Chúng con là thù tạo của Chúa, được tạo dựng theo thánh ý Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin phái chúng thần thi hành những mầu nhiệm vô cùng kỳ diệu của Chúa, để trong mọi điều, sự vui lòng cao cả của Chúa được thỏa mãn. Bằng những lời yêu mến, các thiên thần nhìn nhận mình là tôi tớ, ước nguyện được gia tăng sự tinh tuyền toàn vẹn, để xứng đáng là vệ sĩ, là tùy tòng của Đức Maria. Kế đó, Thiên Chúa chỉ định cho các thiên thần phục vụ Đức Maria. Để đoàn chiến sĩ vô địch này có thể được trang bị mạnh mẽ, Thiên Chúa đặt tổng lãnh thiên thần Michael làm thủ lãnh phái đoàn thiên vực. Tổng lãnh Michael thường ở gần và hiện ra rõ ràng với Đức Nữ Vương. Đấng tối cao đã chỉ định tổng lãnh Michael là sứ giả đặc biệt của Chúa Kitô, Chúa chúng ta, và hành động với tư cách người phòng vệ Đức Trinh Nữ Sắc Thánh. Đó là cách Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh chuẩn bị cung cấp người chăm sóc bảo vệ mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa chuẩn bị mọi thứ để tạo dựng hình hài tuyệt vời không tỳ ố của mẹ Thiên Chúa từ bản chất nhân loại hư hoại. Các hình ảnh, những lời tiên báo của các tổ phụ và tiên tri đã đáo hạn và được quy tụ lại. Núi non được nâng cao lên, trên đó thành trì huyền nhiệm Thiên Chúa được xây dựng. Thiên Chúa chọn lựa và ký thác cho ái nữ Maria những kho tàng bao la để làm cho người được phú túc. Các thiên thần hết sức trung tín thi hành sứ mệnh phục vụ Đức Nữ Vương. Thiên Chúa đã chuẩn bị một dòng dõi vương giả, từ đó người sẽ ra đời, đã chọn cho người song thân thánh thiện toàn vẹn nhất mực, độc nhất vô nhị giữa loài người. Thiên Chúa toàn năng tạo dựng thân xác Đức Maria rất thánh cách tuyệt hảo. Thân thể Đức Maria không bao giờ phải chịu một tì vết hư hoại, cũng không tìm thấy một thứ gì thiếu sót hoặc dư thừa. Trái lại, mọi điều kiện và sự quân bình các yếu tố khác nhau luôn được điều chỉnh cân xứng. Thiên Chúa đưa vào đời thụ tạo tinh tiền, thánh thiện, hoàn hảo, ân ý hơn hết mọi kỳ công Chúa đã tạo thành, sẽ tạo dựng cho tới tận thế hoặc cho đến đời đời. Ngài duy trì một tương quan huyền nhiệm của kỳ công tuyệt vời này với việc tạo dựng tất cả mọi thụ tạo khác trong sáu ngày.
Rồi Thiên Chúa thật sự nghỉ ngơi theo lời nói bóng trong sách thánh, vì đã tạo dựng Đức Maria để qua người khởi đầu hành động của ngôi lời về việc cứu độ nhân loại. Vì thế, hôm nay chính là ngày lễ vượt qua đối với Thiên Chúa và đối với muôn loài. Do sức mạnh của lời Thiên Chúa và tình yêu từ miệng đấng toàn năng, một linh hồn rất châu báu được tạo dựng và phú vào thân xác Đức Maria. Đồng thời, người được tràn đầy thánh sủng và hồng ân đặc biệt, trội vượt trên các thiên thần sốt mến thượng đẳng trên thiên quốc. Không một giây phút nào Đức Maria bị thiếu hoặc bị mất ơn soi sáng. Tình nghĩa và lòng yêu thương của đấng tạo hóa, không một giây phút nào người bị tì vết hoặc chịu chi phối bởi bóng tối tội nguyên tổ. Đức Maria có tràn đầy sự công chính tột đỉnh vẹn toàn, vượt trên ông A-dông và bà E-va khi ông bà vừa mới được tạo dựng. Đức Maria được ban cho ơn sử dụng cách tột đỉnh, trọn hảo ánh sáng lý trí, tương xứng với các đặc ân người nhận được. Không một giây phút nào Đức Maria rảnh rỗi ở không. Trái lại, người làm mọi việc hết sức đáng ca ngợi và vui lòng đấng tạo hóa. Mặc dầu Đức Maria được tôn phong là cô dâu, được ban cho mọi sự toàn hảo, mọi đức thánh tột đỉnh, người không cần phải cùng một lúc thi hành mọi điều đó, mà chỉ thi hành những điều nào thích hợp với hoàn cảnh khi còn trong lòng Thánh Mẫu Anna. Ba nhân đức chính yếu trực tiếp dâng lên Thiên Chúa được Đức Maria thi hành trước hết là tin, cậy và mến. Đức Maria đã lập tức thực hiện các thánh đức này một cách tuyệt vời. Với đức tin sâu thẳm, người nhận Thiên Chúa ba ngôi gồm mọi toàn thiện và quyền năng vô cùng. Đức Maria cũng thực hành đức cậy trong, nhìn nhận nơi Thiên Chúa đối tượng hạnh phúc và mục đích tối hậu của mình. Về đức cậy trong, linh hồn được thánh hóa của Đức Maria lập tức mau mắn khai thác ước mong được kết hợp với Thiên Chúa mà không một giây phút nào hướng về bất cứ thứ gì khác, không trần trờ một giây phút nào trong việc bay lên cao hơn. Cùng lúc đó, Đức Maria cũng thực hiện đức mến yêu, nhìn nhận nơi Thiên Chúa sự tốt lành vô cùng, ấp ủ lòng yêu mến nồng nàn tột độ đối với Thiên Chúa. Đức Maria có các thánh đức khác tô điểm, làm toàn mỹ phần lý trí của thụ tạo theo mức độ tương xứng với ba thánh đức căn bản. Người có các thánh đức về luân lý và tự nhiên ở mức độ lạ lùng. Đức Maria được các đặc ân và hiệu quả ơn Chúa Thánh Thần ở mức độ còn lạ lùng hơn nữa. Người hiểu biết sâu sắc nhuần nhuyễn các thánh đức và có mọi tài năng tự nhiên. Người biết và tiếp xúc đối thoại với toàn thể mọi thứ tự nhiên và siêu nhiên theo sự cao cả của Thiên Chúa. Ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng Thánh Mẫu Anna, Đức Maria đã uyên bác hơn, khôn ngoan hơn, thông suốt hơn, có khả năng hiểu biết Thiên Chúa và mọi kỳ công của Ngài hơn hết mọi thụ tạo, đã có từ nguyên thủy cho đến đời đời, ngoại trừ con cực thánh của Người. Tương xứng với sự hiểu biết lạ lùng của linh hồn rất thánh, ngay khi kết hợp với thân xác, Đức Maria thực thi những hành động chúc tụng, tôn thờ, yêu mến Thiên Chúa. Đồng thời, Đức Maria đau buồn vì tội lỗi các phản thần và nhân loại xúc phạm Thiên Chúa, đấng mà người nhìn nhận là tạo hóa và cùng đích của mọi kỳ công lạ lùng này. Đức Maria hiến dâng chính mình làm hy lễ được Thiên Chúa chấp nhận. Bắt đầu từ giây phút đó, người đã khao khát chúc tụng, yêu mến, tôn vinh Thiên Chúa. Vì thấy các thiên thần phản nghịch và loài người đã không nhận biết, không yêu mến Chúa,
Đức Maria yêu cầu các thiên thần giúp tôn vinh đấng tạo dựng muôn loài và cũng cầu nguyện cho người nữa. Ngay giây phút này, Thiên Chúa cũng cho Đức Maria thấy các thiên thần hộ vệ mà người nhận biết và chấp nhận với lòng vui vẻ vâng phục. Mời các thiên thần luân phiên với người chúc tụng đấng toàn năng. Đức Maria được cho biết rõ ràng gia phả toàn thể dân Thánh Chúa, các thánh tổ, các tiên tri cùng những đặc ân lạ lùng các vị đó đã được. Thiên Chúa cũng cho Đức Maria thấy sự sa ngã và sự nặng nề của tội lỗi nhân loại. Ngay lúc đó, người đã nhỏ lệ đau buồn vì việc sa ngã này. Thiên Chúa toàn năng ban cho ái nữ Maria không thiếu sự tuyệt vời lạ lùng nào, ngay từ linh hồn rất thánh được tạo dựng và cho kết hợp với thân xác. Mặc dầu các khả năng thân xác người lúc đó chưa lớn đủ để có thể nhận thức, Đức Maria khởi sự tìm kiếm y dược cho nhân loại, bắt đầu hành động suy niệm, cầu bầu và đền tạ. Người dâng lên Thiên Chúa những lời kêu vang của các thánh tổ và các người công chính trên trần thế, để lòng nhân từ thương xót của Chúa không hề trần trờ việc cứu chuộc nhân loại, mà ngay từ giây phút đầu tiên làm người, Đức Maria đã nhận nhịn là huynh đệ của mình. Trước khi đối thoại với nhân loại, Đức Maria đã yêu thương mọi người với lòng bác ái cao độ. Cũng chính từ lúc khởi đầu làm người, Đức Maria đã lãnh nhận chức đấng ban ơn cho nhân loại, thi hành tình yêu thánh thiên và huynh đệ được đốt cháy trong trái tim. Thiên Chúa hoan hỷ chấp nhận những lời cầu xin này và cho Đức Maria biết Ngài hài lòng về việc này. Đức Maria thấy rõ tình yêu của Thiên Chúa và Ngài muốn từ trời xuống cứu chuộc nhân loại. Mặc dù người chưa biết việc đó hoàn thành cách nào, vì những lời cầu nguyện van nài của thụ tạo tuyệt vời này, dường như Thiên Chúa đã cảm thấy sự ép xúc tiến nhanh việc xuống trần gian để mặc nhân tính hoàn tất công việc cực kỳ lạ lùng trong mọi kỳ công, hoàn tất cùng đích của mọi thụ tạo khác. Khi viết về những mầu nhiệm này của Đức Vua, đưa ra ánh sáng các kỳ công đáng tôn vinh của Ngài, tác giả thú nhận mình bất tài, bất xứng và đau lòng vì khả năng ngôn từ tầm thường mù mờ, không đủ diễn tả những điều được cho hiểu biết về các mầu nhiệm này. Để diễn tả đúng mức sự cao cả này, cần phải có những ngôn từ khác, cần có từ ngữ và quán ngữ riêng đặc biệt thích hợp hơn, mà những thứ này vượt quá sự kém cỏi của tôi. Mà cho dù tôi có được những khả năng về ngôn ngữ đó chăng nữa, thì những khả năng đó cũng bị kéo trì xuống, bị làm cho nhạt nhẽo vì sự hèn kém của loài người. Chính vì kiến thức đần độn của mình mà loài người không xứng đáng và không thể nào nhìn vào vườn đông thiên quốc này, mà qua đó những tia sáng của Thiên Chúa chiếu xuống trần gian, mặc dầu còn bị mây che trong lòng Thánh Mẫu Anna. Lời mẹ Maria. Ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, mọi thụ tạo phải dùng lý trí hướng về Thiên Chúa là hành động công bằng phải có đối với đấng tạo thành. Do ý thức, thụ tạo phải yêu mến, tôn thờ Chúa là đấng tạo hóa và là Chúa duy nhất đích thực. Các cha mẹ đương nhiên có nhiệm vụ chỉ dạy con cái ngay từ khi chúng còn ấu thơ về sự nhận biết Thiên Chúa, hướng dẫn cẩn thận để chúng ý thức được cùng đích của mình ngay trong những hành động đầu tiên của lý trí và ước muốn. Các cha mẹ phải cảnh giác đưa con cái ra khỏi sự thơ ngây và ranh mãnh của tuổi trẻ, mà bản chất suy đồi lôi kéo nghiêng chiều về nếu để cho chúng không được hướng dẫn.
Nếu các cha mẹ biết lo lắng, ngăn ngừa những tính xấu, thói quen hư hỏng của con cái, chỉ dạy chúng ngay từ ấu thơ, ý thức Thiên Chúa tạo dựng chúng, họ sẽ dễ dàng làm cho con cái quen việc nhận biết tôn thờ Thiên Chúa. Khi kêu mang mẹ, Thánh Mẫu đã nhân danh mẹ, thờ lạy đấng tạo thành, dâng lên việc thờ lạy, tạ ơn vì đã tạo dựng mẹ. Xin Chúa bảo vệ cho mẹ chào đời. Như thế, các cha mẹ cũng phải nhiệt thành cầu xin Thiên Chúa để linh hồn con cái họ, nhờ ơn Chúa quan phòng, được chịu phép rửa tội, được tha tội nguyên tổ. Nếu nhân loại không nhận biết tôn thờ đấng tạo thành, ngay khi có trí khôn, họ phải thi hành việc này ngay. Khi nhận biết có Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ ánh sáng đức tin, từ giây phút đó, linh hồn phải cố gắng, không bao giờ để mắt rời xa Chúa, nhưng luôn luôn kính uy, yêu mến, tôn thờ Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô, được mặc khải cho nữ tu Maria để Giêsu thành Agreda, do ngưỡng nhân Lưu Ấu Nhi chuyển dịch, qua hai giọng đọc Hồng Vân và Nguyễn Sang. Chương 6. Buổi chào đời muôn phúc lộc của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và thánh danh người. Đức Maria bẩm thai vô nhiễm nguyên tội, thần trí hoàn toàn hòa tan nghi ngất khi thị kiến Thiên Chúa lần đầu tiên. Ngay giây phút đầu tiên, nơi lòng Thánh Mẫu chật hẹp, linh hồn Đức Maria đã khởi đầu tình yêu mến Thiên Chúa không hề gián đoạn. Thánh Anna, vị hiền mẫu tột bậc diễm phúc, đã sống những ngày tháng thai nghén hoàn toàn sinh động do những hành động linh thiêng và những việc làm dịu ngọt của Chúa Thánh Thần nơi bà. Tuy nhiên, để làm cho ngày tháng thai nghén của thánh nữ được công nghiệp xứng đáng phần thưởng lớn lao hơn, Đấng Quan Phòng đã ban không thiếu ơn bền vững khi sóng gió. Vì nếu không có ơn đó, con thuyền ân sủng và yêu thương chắc là khó được bảo đảm vững chắc. Để hiểu rõ hơn những gì xảy ra cho vị phụ nữ thánh thiện này, cần nhớ Sa Thang sau khi cùng với các phản thần theo nó bị liệng từ thiên đàng xuống nơi khóc lóc nghiến răng đời đời trong suốt thời gian luật cũ, đã không khi nào ngưng sục sạo khắp thế giới ngấm ngầm theo dõi các phụ nữ đặc biệt thánh thiện, ngõ hầu tìm ra đức trinh nữ, đấng mà dấu chỉ của người nó đã nhìn thấy và gót chân người sẽ đạp dập đầu nó. Cơn cuồng nộ của Lucifer đối với nhân loại hết sức tàn bạo. Nó không phải chỉ trao phó việc điều tra này cho thuộc hạ, mà còn cho chúng bạo hành chống lại các phụ nữ đạo đức nói chung. Chính nó tham dự việc này, cần mẫn la cà chung quanh tất cả những người tỏ ra đặc biệt hơn trong việc thi hành các nhân đức và được ân sủng Thiên Chúa. Hết sức hiểm độc quỷ quái, Lucifer quan sát cặn kẽ sự thánh thiện tột bậc của Thánh Anna và mọi biến cố trong đời thánh nữ. Mặc dù nó không thể lường được mức độ cao cả phong phú vĩ đại của kho tàng trong dạ được chúc phúc của thánh nữ, nó cảm thấy uy lực từ người tỏa ra. Lucifer nhiều lần tức giận điên cuồng vì không thấu hiểu nguồn gốc sự kiện này. Có khi nó tự trấn tĩnh bằng ý nghĩ việc thai nghén này cũng chỉ do những nguyên nhân tự nhiên như các trường hợp khác, không có gì đặc biệt phải lo ngại. Thiên Chúa để mặc nó trong ảo tưởng và bất đồng do chính cơn giận dữ của nó. Tuy nhiên, toàn thể biến cố này là nguồn gốc sự nghi ngờ lớn lao đối với tên quỷ ngang bướng Lucifer.
Khi nó thấy việc thai nghén của bà đã âm thầm diễn ra, nhất là nó thấy bà được nhiều thiên thần bảo vệ, Satan điên cuồng lồng lộn vì không chống lại được sức mạnh từ nơi thánh Anna tỏ ra, mà nó nghi ngờ không phải riêng mình thánh nữ là nguồn gốc. Lucifer quyết định nếu có thể giết chết thánh Anna, hoặc nếu không thể hạ sát người thì làm cho người ít hài lòng với việc thai nghén. Vì kiêu ngạo, Lucifer tin nó có thể khắc phục hoặc giết được đức trinh nữ, đấng là mẹ ngôi lời nhập thể, cả đến sinh mạng trước cứu thế, nếu như nó biết được các vị đó ở đâu. Lòng ngạo mạn của nó căn cứ trên đặc tính tối thượng của bản chất thiên thần đối với điều kiện và sức mạnh của chỉ duy bản chất nhân loại. Nếu cả hai vị không được ân sủng và hoàn toàn tùy thuộc thánh ý đấng tạo thành, vì thế nó liều lĩnh đích thân cám dỗ thánh tổ mẫu bằng cách đưa ra nhiều gợi ý, lo âu, hoài nghi, thiếu tin tưởng về sự thai nghén và viện dẫn tuổi già của người. Lucifer nỗ lực dùng mọi mánh lới thử thách sự thánh thiện của thánh nữ để xem những mưu trước này có đem lại một vài khe hở dẫn tới sự suy nhục ý chí của người chăng. Nhưng vị phụ nữ vô địch này đã chống lại những công kích dữ dội của Lucifer bằng thành lý khiêm tốn, kiên trì cầu nguyện và tin tưởng vững vàng nơi Chúa. Thánh mẫu Anna đã làm cho những lời dối trá của Satan trở thành số không. Do đó người giành được thêm ân sủng và bảo vệ từ Thiên Chúa. Vì ngoài sự bảo vệ thánh Anna được chi giật nhờ cuộc sống quá khứ của mình, thánh nữ còn được che chở và giải thoát khỏi ma quỷ nhờ các thiên thần hộ vệ ái nữ rất thánh. Tuy nhiên, Satan ác độc vô độ, nó không ngưng lại vì lý do đó. Vì mưu đồ vượt quá xa quyền lực nó tìm kiếm sự hỗ trợ từ loài người mà nó luôn hy vọng chiến thắng dễ dàng hơn. Trước tiên, nó cố gắng lật đổ ngôi nhà thánh Joan Kim và Anna ở, nhắm làm cho thánh nữ sợ hãi, bị kích thích vì kinh hoàng khi nhà sập, nhưng không thành công vì các thiên thần chống lại. Kế đến, nó xúi dục một trong các phụ nữ khờ dại vốn quen biết thánh Anna gây gỗ với người. Người đàn bà này đã gây gỗ tức giận sôi sục, tấn công cách hỗn xược thánh nữ bằng những lời chửi bới trách móc. Người đàn bà này và một vài người phụ nữ khác không ngại ngùng chế giễu việc thai nghén của người, nói người là trò đùa của ma quỷ, vì thế mới mang thai vào lúc quá lứa, ở tuổi quá già. Thánh mẫu Anna đã không để cho mình bối rối vì cuộc tấn kích này, nhưng với lòng hiền hậu khiêm nhượng, chịu mọi đau buồn đó và đối xử hết sức nhân ái với kẻ tấn công người. Từ đó trở đi, thánh mẫu nhìn người phụ nữ này với lòng bao dung hơn, xin cho bà ta rất nhiều ân lớn lao. Tuy nhiên, lòng hận thù ghen ghét của họ không lắng dịu ngay vì bị ma quỷ chiếm hữu, trút đầy tâm hồn lòng hận thù thánh mẫu. Tên bạo chúa ác độc luôn gia tăng quyền lực trên các nạn nhân của nó, xúi dục những người này cả đến âm mưu phạm đến thân thể và tính mạng thánh mẫu Anna. Nhưng họ không thể thi hành âm mưu ác độc đó, vì quyền năng Thiên Chúa can thiệp làm lạc hướng sự yếu đuối nữ tính tự nhiên của họ. Chẳng những các phụ nữ này không làm hại được thánh mẫu Anna, mà còn bị những lời răng bạo của người chế ngự. Lời cầu nguyện của người làm cho họ nhận biết và ăn năn hành động ác độc của mình. Lucifer bị đẩy lui nhưng chưa bị đánh bại. Nó lập tức dùng một nữ tỳ ở trong nhà thánh Joan Kim và Anna
Nó kích y thị tức giận thánh nữ chủ nhà. Qua nữ tỳ này, rắn Satan đã rây ra nhiều phiền muộn hơn so với các phụ nữ kia. Vì y thị ở ngay trong nhà, cứng đầu, ngang bướng hơn, nguy hiểm hơn những người kia. Tác giả không dài dòng về những gì kẻ thù cố rắn gây ra qua nữ tỳ này, vì những lời ác độc quyền rủa tương tự đã nói, chỉ có điều là gây phiền nhiễu hơn, ác độc hơn. Nhưng được Thiên Chúa trợ lực, Thánh Mẫu Anna đã giành được chiến thắng vẻ vang hơn, vì đấng canh giữ dân Do Thái không ngủ rụt, nhưng đã canh giữ thành thánh, trang bị hết sức cẩn thận bằng những vệ sĩ được tuyển chọn từ các thiên thần quy dũng nhất. Các thiên thần này đã làm cho Lucifer và các phản thần theo nó thua chạy nhục nhã. Chúng không còn được phép quấy nhiễu vị Thánh Mẫu Diễm Phúc nữa. Thánh Mẫu Anna đang chuẩn bị sinh hạ công chúa thiên đàng, đã được làm cho phúc túc nhờ những hành động nhân đức anh hùng và nhiều công nghiệp trong những trận giao chiến này. Đã tới ngày tối ưu hạnh phúc cho nhân loại, ngày được tiền định cho việc chào đời của ái nữ Thiên Chúa, đấng đã được thánh hiến và thánh hóa để làm mẹ Thiên Chúa. Thánh Mẫu Anna được chuẩn bị bằng tiếng Thiên Chúa nói trong lòng, báo cho biết giờ mãn nguyệt khai hoa đã tới. Tràn đầy niềm vui ơn Chúa Thánh Thần, Thánh Mẫu Anna phụ phục trước nhan Thánh Chúa, xin ban ơn trợ giúp, bảo vệ cho được sinh con bình an hạnh phúc. Hài nhi Maria cùng lúc đó được quyền năng Thiên Chúa làm cho ngây ngất tột đỉnh để chuẩn bị chào đời. Đức Maria được sinh ra tinh tuyền không tỳ vết, xinh đẹp và tràn đầy thánh sủng, người không vướng mắc tỳ vết tội lỗi. Mặc dầu về căn bản, Đức Maria được sinh ra giống như mọi con gái khác của A-dông. Nhiều ân sủng lạ lùng làm cho việc chào đời của Đức Maria kỳ diệu lạ lùng nhất trong toàn thể việc tạo dựng, và sẽ đời đời vang lên lời chúc tụng đấng tạo hóa. Lúc nửa đêm, vì sao sáng ngày của Thiên Chúa ra đời, phân chia đêm tối luật cũ ra khỏi ngài mới ân sủng, mà lúc này sắp sửa bình minh, hài nhi Maria được bọc trong khăn tả, bồng ẩm, chăm sóc y như mọi hài nhi khác. Mặc dầu người vòi vượt trên hết loài người và tất cả các thiên thần, Thánh Mẫu Anna không để cho bất cứ ai khác được chạm tới hài nhi mới chào đời. Thánh Mẫu tự tay bọc người trong khăn tả. Thánh Mẫu Anna không bị cản trở trong việc này vì tình trạng sinh sản. Người không bị lâm vào cảnh đi sông biển một mình, không bị đau đớn mà các bà mẹ khác thường phải chịu khi sinh con. Thánh Mẫu Anna ẩm hài nhi, ái nữ của bà, mà đồng thời là kho tàng tuyệt vời của muôn loài, chỉ dưới một mình Thiên Chúa. Mắt đẫm hoang lệ nồng nàn, Thánh Mẫu âm thầm dâng lên Thiên Chúa kho tàng vô giá. Lạy Chúa khôn ngoan và quyền năng vô cùng, đấng tạo hóa muôn loài, con dâng lên Chúa hoa trái của lòng dạ mà Chúa đã đoái thương ban cho con. Lạy Chúa, xin an bài cho mẹ và con theo thánh ý Chúa, từ ngai tòa cực cao sang, xin Chúa âu yếm đoái nhìn phận hèn chúng con. Chúc tụng Chúa đời đời, Chúa đã làm phong phú trần gian bằng thụ tạo hết sức đẹp lòng Chúa. Nơi con trẻ này, Chúa đã chuẩn bị nơi ngự và nhà tạm cho ngôi lời hằng hữu. Con dâng lời ngợi khen lên các thánh tổ của con và các thánh tiên tri, vì lời hứa ơn Chúa cứu độ Chúa đã ban cho các ngài và qua các ngài tới toàn thể nhân loại. Nhưng con phải đối xử với ái nữ mà Chúa đã ban làm ái nhi của con cách thế nào cho xứng đáng? Con là kẻ không xứng đáng làm nữ tỳ của người. Cách nào con có thể chăm sóc hòm bia thánh đích thực?
Lạy Chúa là vua của con, xin ban ơn soi sáng cần thiết để nhận biết thi hành thánh ý Chúa trong việc phục vụ ái nữ của con. Chúa đáp lời trong lòng Thánh Mẫu Anna: cho người biết phải cư xử với hài nhi thiên quốc theo bề ngoài, y hệt các bà mẹ cư xử với con gái mình, không biểu lộ vẻ kính trọng nào, nhưng giữ sự tôn kính trong lòng. Chu toàn mọi nhiệm vụ một bà mẹ đích thực, nuôi dưỡng với trọn tình mẫu tử nồng nàn. Hiền mẫu hạnh phúc Anna, chu toàn mọi điều này, sử dụng sự được phép này và quyền là mẹ mà không mất đi lòng tôn kính. Bà vui sướng với ái nữ Maria, ôm ấp vỗ về người cùng cách y hệt các bà mẹ khác đối với con gái của họ. Nhưng việc này luôn luôn được thực hành với lòng kính trọng, kính đáng và tôn trọng, vì ý thức mầu nhiệm Thiên Chúa còn giấu kín mà chỉ một mình Thánh Mẫu và ái nữ được biết. Các thiên thần hộ vệ hài nhi hiền diệu này cùng với vô số thiên thần khác tỏ bày sự cung kính đối với Đức Maria khi người nằm trong vòng tay hiền mẫu. Các ngài hợp tấu nhạc thiên quốc mà Thánh Mẫu Anna cũng được nghe một vài khúc. Các thiên thần được chỉ định làm cận vệ đã tận hiến phục vụ đức nữ vương cao cả. Đây cũng là lần thứ nhất công chúa thiên đàng nhìn thấy các thiên thần dưới hình người ta, với huy hiệu là lễ phục. Hài nhi thiên quốc yêu cầu các thiên thần hợp với người chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa. Khi công chúa Maria của chúng ta chào đời, Thiên Chúa phái tổng lãnh thiên thần Gabriel đem tin mừng cho các thánh tổ ở Lambo. Vị đặc sứ thiên quốc tới nơi, soi sáng nơi này và làm cho các người công chính bị lưu giữ tại đó vui mừng. Thiên sứ Gabriel cho các ngài biết bình minh hạnh phúc vĩnh cửu đã khởi đầu. Việc đền bù cho nhân loại đã từng được các ngài tha thiết trông chờ và các tiên tri loan báo đã bắt đầu. Vì ái nữ của Thiên Chúa, Đấng sẽ là mẹ Chúa cứu thế lúc này đã chào đời. Các ngài sẽ sớm thấy ơn cứu độ và vinh quang Thiên Chúa. Thiên sứ Gabriel cho các thánh hiểu sự tuyệt vời của Đức Maria và những điều Thiên Chúa đã khởi sự tiến hành nơi người. Khi đó, toàn thể các thánh tổ, các tiên tri, tất cả mọi người công chính hân hoan vui mừng, dâng lên những ca vịnh mới, chúc tụng Thiên Chúa vì hồng ân này. Những việc sau đây xảy ra vào lúc Maria chào đời, nói tiếp nhau bằng khoảng cách ngắn. Việc người sử dụng đầu tiên giác quan dưới ánh sáng mặt trời tự nhiên là nhận biết song thân và các thụ tạo khác. Quyền năng đấng tối cao bắt đầu thực hiện nơi người những việc lạ lùng vượt quá xa mọi ý nghiệm của nhân loại. Sự lạ lùng trước hết và kỳ diệu nhất là Thiên Chúa phái muôn vàn thiên thần đưa mẹ ngôi lời nhập thể, cả thân xác và linh hồn lên thiên cung để hoàn thành những ý định cao vời hơn nữa của Chúa đối với Đức Maria. Các thiên thần đón hài nhi Maria nơi vòng tay Thánh Mẫu Anna, sắp đoàn rước trang nghiêm, đem hòm bia thánh đích thực về thiên đàng trong những lời ca vui mừng khôn tả, để chỉ trong giây lát hòm bia có thể nghỉ trong cung điện vua và chúa mọi chúa. Thánh nhi Maria được các thiên thần nâng trong tay đi vào thiên cung. Tại đây, người nồng nàn yêu mến phụ phục trước tòa đấng tối cao. Ngôi lời Thiên Chúa đón tiếp Thánh Nhi Maria, đấng mà Chúa đã chọn làm mẹ, làm nữ vương cả vũ trụ muôn loài. Cách vẻ vang đáng ca tụng hơn vua Salomon đón mẫu hậu Bethsabi.
Mặc dầu Thánh Nhi Maria chưa biết địa vị đích thực của người và mục đích các mầu nhiệm, các khả năng ấu thơ của người được quyền năng Thiên Chúa làm cho mạnh sức để tiếp nhận cách thích hợp các đặc ân này. Khả năng trí tuệ của người được soi sáng và chuẩn bị, được nâng lên thích hợp với sự uy nghi cao cả của Thiên Chúa. Đức Maria thấy Thiên Chúa bằng trực giác rõ ràng. Đây là lần thứ nhất linh hồn rất thánh Đức Maria diện kiến Thiên Chúa ba ngôi cực thánh tường tận. Đức Maria được đặt bên hữu Chúa, đấng sẽ là con của người, nhìn thấy Chúa trật diện, đã cầu nguyện đắc lực hơn bà Bethsabi. Xin Thiên Chúa ban Sunamit Abijas tinh tuyền, thiên tính vô cùng cao vời của Chúa, cho chị em người là nhân loại. Đức Nữ Vương cầu xin Chúa sớm thực hiện lời hứa từ thiên đàng xuống trần gian. Đức Maria xin Chúa đẩy mạnh việc cứu chuộc nhân loại, đã bao nhiêu thế hệ trông chờ giữa những trồng chất tội lỗi và sa đọa của loài người. Đấng tối cao hoan hỷ nghe các lời cầu nguyện của Đức Maria, đã cư xử nhân từ quảng đại hơn vua Salomon đối với mẹ ông. Chúa bảo đảm với người rằng những lời Chúa hứa sẽ sớm được hoàn tất. Chúa sẽ xuống trần gian để mặc nhân tính, cứu chuộc nhân loại. Thiên Chúa ba ngôi quyết định đặt tên cho công chúa thiên đàng. Thiên Chúa cho các thiên thần biết từ thuở đời đời, ba ngôi Thiên Chúa đã quyết định và hình thành các thánh danh dịu dàng Giêsu và Maria cho con và mẹ. Thiên Chúa hài lòng và ghi khắc hai thánh danh này trong ký ức đời đời để là những đối tượng mà vì đó Thiên Chúa tạo dựng mọi sự. Các thiên thần nghe Thiên Chúa Cha thông báo các mầu nhiệm này cùng nhiều mầu nhiệm khác nữa. Người được tuyển chọn của ta được gọi tên là Maria. Thánh danh này đầy quyền thế và vinh quang. Những ai kêu cầu thánh danh này với lòng yêu mến thiết tha sẽ nhận được các ân sủng dư dật. Những ai tôn vinh và nói lên thánh danh này với lòng tôn kính sẽ được an ủi, được bổ sức, sẽ tìm được nơi thánh danh này thuốc chữa trị mọi khốn khó, kho tàng làm cho sung túc, ánh sáng soi dẫn tới thiên đàng. Thánh danh này sẽ làm cho quyền lực hỏa ngục phải kinh hoàng. Thánh danh này sẽ đạp nát đầu rắn già và vinh thắng đánh bại mọi quyền lực hỏa ngục. Thiên Chúa truyền cho các thiên thần loan báo thánh danh vinh hiển Maria cho Thánh Mẫu Anna, để điều được ấn định trên thiên đàng cũng được thi hành nơi trần thế. Hài nhi thiên quốc yêu mến phụ phục trước tòa, dâng lên Thiên Chúa những lời cảm tạ của nhân tính đáng được Chúa chấp nhận nhất và nhận thánh danh với lòng hoan hỷ tột bậc. Để mô tả những đặc ân và thánh sủng Đức Maria được Chúa ban cho khi đó, hẳn cần một bộ sách nhiều tập. Các thiên thần tôn vinh, nhìn nhận Đức Maria rất thánh là mẹ tương lai của ngôi lời Thiên Chúa, là nữ vương được đặt bên hữu Chúa con của người. Các thiên thần tỏ lòng tôn kính thánh danh Maria, phủ phục khi thánh danh Maria được Thiên Chúa Cha phán ra. Toàn thể các thiên thần hát lên những lời ca chúc tụng những mầu nhiệm vĩ đại này. Trong khi đó, hài nhi nữ vương vẫn không hay biết gì về căn nguyên đích thực của những việc xảy ra. Với lòng hân hoan tôn kính, các thiên thần đem ái nữ Maria trở lại đặt trong vòng tay Thánh Mẫu Anna. Thánh Mẫu không hay biết gì về biến cố này, cũng như về sự vắng mặt của ái nữ, vì một thiên thần hộ vệ lấy hình dáng và thay vào chỗ hài nghi thật trong vòng tay bà. Hơn nữa, suốt phần lớn thời gian Thánh Nhi Thiên Quốc ở Thiên Cung, Thánh Mẫu Anna đã chìm đắm trong si niệm xuất thần, chúc tụng
những mầu nhiệm liên quan đến địa vị mẹ Thiên Chúa đã được mặc khải cho bà. Thánh Hiền Mẫu khôn ngoan, giữ những điều đó rực sáng trong lòng cùng với các nhiệm vụ bà phải thi hành đối với ái nữ. Vào ngày thứ 8 sau ngày Đức Maria chào đời, muôn ngàn thiên thần trong hào quang rực rỡ mang huy hiệu, có thánh danh Maria tỏa hào quang rực rỡ, hiện ra với thánh mẫu Anna. Các thiên thần nói với thánh mẫu: Thánh danh Maria được Thiên Chúa chọn, và bây giờ chúng tôi đem tới ban cho ái nữ của Gioakim và của bà. Thánh mẫu Anna cho mời Đức Phu Quân tới. Ông bà trao đổi về quyết định của Thiên Chúa, hết sức vui mừng. Đấng phụ thân hạnh phúc hoan hỷ, yêu mến chấp nhận thánh danh Maria cho ái nữ. Ông bà quyết định mời họ hàng thân quyến và một vị tư tế tới, với niềm hoan hỷ và trang trọng. Ông bà đặt tên cho ái nữ là Maria. Các thiên thần cũng cử hành biến cố này bằng âm nhạc du dương tưng bừng nhất. Tuy nhiên, chỉ có thánh mẫu Anna và ái nữ rất thánh được nghe. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô được mặc khải cho nữ tu Maria để Giêsu thành Agreda, do ngưỡng nhân Lưu Ấu Nhi chuyển dịch, qua ba dòng đọc Tuyết Trang, Hồng Vân và Nguyễn Sang. Chương 7. Đức Maria trong những năm ấu thơ. Hài nhi thiên quốc Maria được nuôi dưỡng đối xử như mọi ấu nhi cùng lứa tuổi. Dinh dưỡng của người là thứ thông thường, nhưng số lượng ít hơn bình thường. Hài nhi Maria ngủ rất ít, mặc dầu cha mẹ ân cần muốn người ngủ nhiều hơn. Người luôn rất dễ thương, không hề làm phiền một ai. Thánh nhi Maria không khóc rầy như các trẻ khác, vì người thường khóc tội lỗi nhân loại, khắc khoải trong mong đấng cứu thế đến cứu độ nhân loại. Thường thường, ngay từ ấu thơ, thánh nhi Maria luôn có nét mặt vui tươi nhưng trang nghiêm đặc biệt, không bao giờ có nơi bất cứ ấu nhi nào khác. Đôi khi người để cho mình được vỗ về, nhưng biết cách chống lại những bất toàn do những vỗ về như thế gây ra bằng tinh thần khắc khổ thầm kín. Thánh Hiền Mẫu Anna cư xử với ái nữ cách khôn ngoan, tận tình, dịu dàng. Thánh Hiền Phụ Joan Kim yêu thương con như một người cha và một vị thánh, mặc dầu Ngài không biết mầu nhiệm về ái nữ lúc đó. Ấu nhi Maria tỏ lòng yêu mến đặc biệt đối với thánh thân phụ Joan Kim. Thiên Chúa gợi trong lòng thánh thân phụ cũng như những người khác sự kính trọng đối với Đức Maria, đấng Thiên Chúa đã chọn làm mẹ. Vì thế, ngay cả trong tình âu yếm tinh tuyền phụ tử, Ngài cũng tỏ ra vẻ trang trọng kính ẩn. Trong mọi thứ, công chúa bé thơ hết sức duyên dáng, hoàn hảo dễ thương, người trải qua tuổi ấu thơ theo luật tự nhiên mà không cản trở dòng suối ân sủng tràn đầy. Trong giấc ngủ, những hành động yêu mến của linh hồn, các hoạt động của mọi cơ năng lệ thuộc giác quan không hề gián đoạn. Đặc ân này cũng có nơi những thụ tạo khác, nhưng hiển nhiên đối với Đức Maria, đấng được chọn làm mẹ Thiên Chúa và nữ vương muôn loài, Thiên Chúa gia tăng đặc ân này vượt quá mọi mức độ đã có và sẽ có nơi các thụ tạo khác. Đấng tối cao an bài rằng hài nhi thiên quốc được tự nguyện nín lặng, không nói trong thời gian thông thường các trẻ khác không biết nói. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là khi Đức Maria nói chuyện với các thiên thần cận vệ,
hoặc dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện. Thánh mẫu Anna không bao giờ nghe tiếng Đức Maria nói, bà cũng không biết người có thể nói trong tuổi đó. Trong thời gian ấu thơ, Đức Maria cũng tìm cách làm cho hai thánh song thân hiệu. Người muốn được các ngài chúc lành, vì lòng âu yếm của trái tim nói lên nhiều hơn ngôn từ bằng miệng. Đức Maria hết sức tôn kính hai thánh song thân, người không bao giờ quên sót một điểm nhỏ về lòng tôn kính vâng phục các ngài. Không bao giờ người làm cho hai vị lo lắng hoặc phiền lòng. Khi lên 2 tuổi, Đức Maria bắt đầu thực hành lòng xót thương bác ái đặc biệt đối với người nghèo khó. Người xin Thánh Mẫu Anna của bố thí cho họ. Vị hiền mẫu từ tâm đã mau mắn thỏa mãn lời ái nhi xin, cả vì người nghèo, cả vì thỏa mãn lòng bác ái nhân từ của ái nữ, đồng thời khuyến khích ái nữ yêu thương quý trọng người trong cảnh cơ hàn. Ngoài việc yêu thương phân phát những thứ xin được cho người nghèo, Đức Maria còn dành một phần thực phẩm của mình cho họ nữa. Có thể nói, lời Thánh Gióp cách xác thực hơn về Đức Maria ngay từ ấu thơ. Ngay từ ấu thơ, lòng thương xót đã lớn lên cùng với tôi. Bé thơ Maria bố thí cho người nghèo khó không phải chỉ đem bổng lợi cho họ, nhưng còn để trả nợ đức công bằng. Người thầm nói, đây là anh em của tôi và chủ nhân của tôi, họ đáng hưởng thứ họ cần mà tôi không xứng đáng. Không khi nào Đức Maria bố thí cho người nghèo mà không xin nhận ơn đặc biệt vĩ đại cho linh hồn họ. Như thế họ được giúp đỡ cả vật chất và thiêng liêng. Đức Maria được Thánh Song Thân dạy chữ và các môn khác, mặc dù người đã biết tường tận mọi thứ, các thiên thần hết sức kháng phục sự khôn ngoan khôn sánh của Thánh Nhi. Người vui vẻ lắng nghe mọi người chỉ dạy. Thánh Mẫu Anna, với hết khả năng trực giác và lòng yêu mến cho phép, đã ngất ngây quan sát công chúa Thiên Cung và chúc tụng đấng tối cao nơi ái nữ của bà. Nhưng thời điểm dâng hiến Đức Maria trong đền thờ theo hạn 3 năm, Thiên Chúa ấn định đã tới. Tình yêu của Thánh Anna đối với ái nữ và ý thức rằng lời khấn phải được chu toàn đúng hẹn khiến bà âu sầu. Vì thế, 6 tháng trước hạn kỳ, Thánh Nhi Maria đánh động tư tưởng Thánh Mẫu, tỏ cho Thánh Mẫu biết người khao khát ở trong đền thờ. Người gợi ý Thánh Song Thân nhớ lại các ân sủng của các ngài đã nhận được. Các ngài phải tìm làm vui lòng Chúa. Đức Maria cũng cho ông bà biết khi được hiến dâng trong đền thờ, người sẽ là ái nữ đích thực của ông bà hơn khi còn ở gia đình. Nghe những lời ái nhi Maria khôn ngoan giải bày, hiền mẫu Anna sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa và chu toàn lời hứa dâng hiến. Nhưng vì sức mạnh tự nhiên của tình yêu thương và vì hiểu thấu đáo giá trị cao cả của kho tàng Thiên Chúa, ý nghĩ ngày ra đi của ái nữ gây ra trận xung đột sinh tử trong trái tim nhất mực trung tín của bà. Biết rõ ân sủng cao sang và địa vị của ái nữ Thiên Cung làm cho trái tim bà hoàn toàn ngây ngất, làm cho sự hiện diện của ái nữ Maria quý hơn sinh mạng mình, tâm tư nặng chịu âu sầu, Thánh Mẫu nói với ái nữ: con gái yêu quý của mẹ, ròng rã bao nhiêu năm trời mẹ cầu mong có con, mà mẹ chỉ được ở bên con có vài năm. Dẫu vậy, xin cho thánh ý Chúa được trọn toàn. Mẹ không muốn thất tín lời khấn hứa dâng con trong đền thờ, nhưng vẫn còn thì giờ để chu toàn việc đó. Con hãy bình tĩnh, chờ tới ngày các ước nguyện của con được viên thành. Đức Maria được đặc ân thị kiến Thiên Chúa
một vài ngày trước khi tròn 3 tuổi. Trong thị kiến này, Thiên Chúa cho biết ngày giờ người lên đền thờ được Thiên Chúa ấn định đã tới. Ở đó, người sẽ sống tận hiến phụng sự Chúa. Linh hồn tột đỉnh tinh tuyền Đức Maria tràn đầy hân hoan và biết ơn về viễn tượng này đã nói với Thiên Chúa: Lạy Thiên Chúa tối cao của Abraham, Isaac và Jacob, Chúa tốt lành vô cùng và hằng hữu của con, vì con không thể cảm tạ Chúa cách xứng đáng, con xin các thiên thần cảm tạ ơn Chúa thay cho nữ nô lệ tùy tiện này. Lạy Chúa, Chúa thương nhìn phận trùng đất hèn hạ của con, Chúa nhận con vào nhà Chúa, mặc dầu con không xứng đáng ở một nơi thấp hèn nhất trên mặt đất. Nhờ lòng đại lượng của Chúa, con tha thiết xin Chúa hung nóng trái tim cha mẹ con chu toàn thánh ý Chúa. Cùng lúc đó, Thiên Chúa cho Thánh Mẫu Anna được thị kiến, chỉ thị bà chưa tất lời khấn hứa, dâng ái nữ trong đền thờ. Lệnh truyền này gây ra sự đau buồn lớn lao cho Thánh Mẫu Anna hơn. Lệnh đã được truyền cho tổ phụ Abraham hiến tế con trai Isaac. Nhưng Thiên Chúa an ủi nâng đỡ bà, hứa ban ân sủng trợ giúp trong lúc cô đơn vì vắng bóng ái nữ yêu dấu. Thánh Gioakim cũng được thị kiến và nhận được lệnh truyền như Thánh Anna. Sau khi trao đổi với nhau và nhắc lại thánh ý Chúa, ông bà quyết định chu toàn thánh ý Chúa với lòng khiêm tốn vâng phục, định ngài đưa ái nữ lên đền thờ. Sự đau buồn của thánh lão tượng Gioakim cũng rất lớn lao, dẫu không bằng nơi thánh Anna, vì mầu nhiệm ái nhi Maria sẽ là mẹ Thiên Chúa còn giấu kín đối với ngài. Lời mẹ Maria: Con gái hết sức yêu quý của mẹ, con hãy ghi nhớ trong trí khôn rằng mọi người được sinh ra và phải chết, nhưng họ không màng chi tới thời gian dành cho họ. Tuy nhiên, họ biết chắc điều này: cuộc sống trần thế vắng vội, cuộc sống đời đời thì bất tận. Chỉ có ở cuộc sống trần gian này, họ mới có thể thu hoạch những gì sẽ đem lại cho họ cuộc sống vĩnh cửu hoặc cái chết đời đời. Trong cuộc lữ hành đầy hiểm nguy này, Thiên Chúa đã an bài: không ai biết chắc mình đáng được Chúa thương hoặc ghét, vì nếu người đó dùng trí khôn của mình cách chính đáng, sự nghi ngờ này sẽ thúc đẩy họ hết sức tìm kiếm ân nghĩa Chúa. Thiên Chúa xét xử mọi người ngay khi linh hồn sử dụng được lý trí. Từ khi người ta biết sử dụng trí khôn, Chúa soi dẫn, thúc đẩy, chỉ dẫn họ hướng về thánh đức, lôi kéo họ xa lánh tội lỗi, dạy người ta phân biệt nước với lửa, chấp nhận điều lành, loại trừ sự dữ, chọn thánh đức, khước từ tật xấu. Hơn nữa, Thiên Chúa kêu gọi và kích động linh hồn bằng những ơn soi dẫn thánh thiện, luôn luôn nhắc nhở gợi ý, ban ơn trợ lực từ các nhiệm tích, giáo lý và giới răn. Chúa thúc đẩy người ta tiến tới qua các thiên thần, các nhà giảng thuyết, các cha dạy tội, các thừa tác viên và thầy dạy, bằng những đau khổ và hồng ân đặc biệt, bằng gương sáng, bằng thử thách, bằng những cái chết, những việc khác và các ơn an bài của đấng quan phòng. Thiên Chúa an bài mọi sự trong cuộc sống để kéo toàn thể nhân loại về với ngài, vì ngài muốn toàn thể nhân loại được cứu độ. Chúa để tùy quyền sử dụng của nhân loại môi trường mênh mông ân trợ giúp nhân từ mà người ta có thể dùng và phải dùng vì lợi ích cho chính họ. Đối nghịch với tất cả những ân sủng này là các khuynh hướng của bản chất thấp hèn, dễ bị lôi cuốn,
dễ nhiễm men độc tội lỗi, chỉ nghiêng về những thứ lôi cuốn cảm quan và do lòng thèm khát cùng đố kỵ, thấp hèn, xáo trộn lý trí và mê hoặc lý trí theo sự tự do giả tạo của những dục vọng lăng loạn, ma quỷ do sức mê hoặc của nó. Những khuyến dụ gian xảo lừa dối vô luân làm mờ tối ánh sáng lương tâm, ngụy trang chất độc chết người dưới vẻ bề ngoài thích ý. Đấng tối cao không lập tức ruồng bỏ các thụ tạo của Ngài, chứa canh tân lòng thương xót và ơn trợ giúp, không ngừng kêu gọi đi, kêu gọi lại. Nếu họ nghe lời kêu gọi, chứa ban thêm những ơn khác theo lòng nhân hậu của Ngài, tăng thêm gấp bội các ơn đó, tỷ lệ thuận với sự đáp ứng của linh hồn, để làm phần thưởng cho chiến thắng mà linh hồn giành được, giảm thiểu sức mạnh đam mê dục tình, tinh thần được giải thoát để bay vút lên, vượt trên các khuynh hướng dục tình và trên cả ma quỷ. Nhưng nếu người ta không vượt lên khỏi các dục tình thấp hèn và sự hận hờ bội bạc phong ơn, họ sẵn sàng chịu khuất phục trước kẻ thù của Thiên Chúa và loài người. Người ta càng rời xa lòng nhân từ Thiên Chúa, thì người ta càng trở nên bất xứng hưởng những tiếng Chúa gọi âm thầm. Vì thế, người ta càng ít ý thức được ơn Chúa trợ giúp, mặc dầu ơn đó vô cùng vĩ đại. Vì ma quỷ và các dục vọng giành được quyền thống trị cùng quyền hành động lớn đối với nhân loại, người ta trở nên bất xứng và bất lực hơn đối với ân sủng của Đấng toàn năng, con gái yêu dấu của mẹ. Vì thế, ơn rỗi linh hồn hoặc sự luận phạt đều tùy thuộc việc lãnh nhận hoặc chống lại ơn Chúa. Mẹ ao ước con không quên học thuyết này, để con có thể đáp ứng muôn vàn lời Chúa kêu gọi con. Con sẽ làm vui lòng Chúa nếu con mạnh mẽ chống lại kẻ thù của Chúa. Mau mắn, ước ao hoàn thành thánh ý, vâng theo những lệnh truyền tỏ cho con trong ánh sáng thiêu nhiên. Mẹ yêu mến song thân của mẹ hết sức. Những lời yêu thương của hiền mẫu làm cho mẹ đau lòng, nhưng vì biết đó là thánh ý Chúa muốn mẹ phải lìa xa các ngài, mẹ quên ngôi nhà các ngài và dân của mẹ để theo đấng phu quân. Việc giáo dục chỉ dẫn thiếu nhi cách xứng đáng đóng góp rất nhiều trong việc làm cho chúng tự do và quen với việc tập luyện thực hành thánh đức hơn. Nhờ đó các thiếu nhi sẽ quen đi theo ánh sáng lý trí, dẫn đường ngay chính an toàn ngay từ lúc bình minh cuộc đời. Mẹ nhắc con nhớ, bất chấp sự yếu đuối nghèo nàn của con, mẹ đã quảng đại nhân từ chọn con làm môn đệ và bạn đồng hành của mẹ. Con phải phấn đấu hết sức để bắt chước mẹ trong hành động mà mẹ kiên trì cẩn trọng và tận lực thực hành ngay từ giây phút đầu tiên chào đời, không sót một ngày nào. Hành động này là hàng ngày ngay lúc rạng đông, mẹ phủ phục trước thánh nhang Thiên Chúa, cảm tạ chúc tụng bản chất tốt lành vô cùng của Chúa và vì đã tạo dựng mẹ từ hư không. Mẹ nhìn nhận chính mình chỉ là thù tạo của tay Ngài. Mẹ chúc tụng, thờ lạy, tôn vinh, ngợi khen Chúa cao cả là Chúa tối cao và đấng tạo hóa của chính mẹ và muôn loài. Mẹ nâng linh hồn lên đặt trong tay Chúa, khiêm tốn thậm sâu hiến nhân và ký thác. Xin Chúa định liệu về mẹ trong ngày hôm đó và mọi ngày suốt đời. Xin dạy mẹ chu toàn bất cứ điều gì làm vui lòng Chúa hơn. Mẹ lặp lại việc này nhiều lần trong khi làm các việc bên ngoài hàng ngày và trước khi làm bất cứ việc gì. Mẹ thỉnh thị Thiên Chúa, xin chỉ dạy, cho phép và chúc lành mọi việc mẹ làm.
con hãy hết sức mộ mến thánh danh rất dịu dàng của mẹ. Mẹ muốn con tin chắc những đặc quyền lớn lao Thiên Chúa dành cho thánh danh mẹ, để chính mẹ, khi nhìn thấy các đặc quyền đó nơi Thiên Chúa, cảm thấy có bổn phận và lòng ao ước sâu xa nhất, phải đáp ứng xứng đáng bất cứ khi nào tên Maria hiện ra trong trí mẹ, và bất cứ khi nào mẹ nghe mình được kêu bằng thánh danh đó, mẹ trào lên trong lòng cảm tạ và được thúc đẩy cách mãnh liệt hơn trong việc phụng sự Chúa, Đấng đã an bài, Đấng đã ban thánh danh cho mẹ. Con cũng mang tên đó, và mẹ muốn theo tỷ lệ thích hợp, tên đó cũng tạo ra trong hiệu lực như thế nơi con. Con cần trung thành bắt chước mẹ bằng việc tuân theo bài học được ban cho con trong chương này. Từ nay trở đi, không sai sót một điểm nhỏ. Nếu con sai sót vì yếu đuối, hãy lập tức trỗi dậy trước sự hiện diện của Chúa và mẹ. Con nhìn nhận lỗi lầm, đau buồn xưng thú tội con, lập đi lập lại những thực hành thánh đức này cách cẩn trọng sốt mến. Con sẽ thấy mình được tha thứ vì những bất toàn, và quen hơn với việc sốt sắng theo đuổi những gì cao quý nhất trong mọi thánh đức vui lòng Chúa nhất. Rồi theo ánh sáng Chúa ban cho, con theo đuổi những gì vui lòng mẹ và thích hợp nhất với năng khiếu của con. Con sẽ không bị khước từ ơn tận hiến lắng nghe, hầu hạ cùng vâng phục phu quân và Chúa của con trong mọi sự. Chúa chỉ tìm ở con những gì tinh tuyền nhất, thánh thiện toàn hảo nhất, ý muốn mau lẹ và tha thiết thực hành những điều đó.